Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cường Hàng Bãi ạ. Thì nay em có về thêm rất nhiều đồ nghề bãi Nhật đấy nha bác. Hôm nay em lên video mã H. Mã H1. H1 là một cái lưỡi cuốc chim này các bác. Chiều dài lưỡi cuốc là 13,5 cm và bản lưỡi cuốc nó rộng tầm 5,5. Độ dày lưỡi cuốc này nó dày khoảng 8 ly cho bác, rất là dày này. Đó. Nó có một đầu nhọn này. Đây, đầu nhọn này nó dài khoảng tầm 15 cm. Một lưỡi cuốc chim này, có khắc chìm hình con voi trên lưỡi cuốc này các bác. Hiệu con voi đấy. Đấy, hiệu con voi chuyên sản xuất nổi tiếng sản xuất cuốc rồi xẻng các thứ đấy. Cuốc xẻng. Đây, cái này để bãi nên nó cũng bị bong chóc một phần sơn rồi nha các bác. Đó, rất là dày cứng cáp này. Lưỡi cuốc chim H1 này 230.000. H1 230. H2 là một chiếc cuốc nhỏ này. Đây, lưỡi cuốc còn nguyên trong bọc luôn này các bác. Gần như chưa sử dụng rồi các bác. Chiều dài lưỡi cuốc 10,5 cm và bản lưỡi cuốc nó rộng khoảng bản lưỡi cuốc rộng là khoảng tầm 7 cm. Và độ dày lưỡi này khoảng 3 ly rưỡi nha bác. Dày khoảng 3,5 ly. Đây, bề mặt lưỡi cuốc còn đẹp này các bác. Lớp sơn mạ còn này. Gần như chưa sử dụng rồi các bác. Đấy, bề mặt lưỡi cuốc còn đẹp. Đây, cán cũng còn đẹp tem mát còn này các bác. Đây, người ta chêm rất là chắc chắn rồi nhá. Chiếc cuốc H2 này 180.000. H2 180.000. H3. Một chiếc cuốc nhỏ nữa. Chiều dài lưỡi cuốc là 12,5 cm và bản lưỡi nó rộng khoảng tầm 6,5. Độ dày lưỡi này là lưỡi nó dày 4 ly nha bác. Đây, lưỡi rất là dày này, dày 4 ly. Đây, cuốc này thì bề mặt lưỡi của nó cũng còn lớp sơn mạ này bác. Gần như người ta chưa có sử dụng luôn này. Đó. Đây, phần lưỡi thì nó hơi có rỉ một ít thôi. Đó. Bác về có thể vệ sinh qua cái phần lưỡi này đi nhá. Đấy, còn bề mặt còn nguyên lớp sơn mạ luôn. Đây, cán còn rất là mới luôn này. Đây, chêm chắc chắn rồi nhau bác. Chiếc cuốc H3 này 160.000. Đến H4. Một chiếc bơm mỡ này. Chiếc bơm mỡ này còn nguyên trong bọc luôn này các bác, chưa có sử dụng đâu. Đây, để em lấy ra cho bác xem nhé. Đây, còn nguyên trong bọc này, nó để bãi nên nó dính bẩn thôi nha bác. Chưa có sử dụng đâu. Đây, có chữ Toyota Moto này. Đây, bên này có chữ Made in Japan này các bác. Nó dính những cái bụi bẩn này, các bác về có thể vệ sinh qua đây nhá. Đây, cái này thì nó có một số, đây, đầu bơm mỡ này các bác này. Đây. Cái này là đầu nối hay sao các bác? Đây, người ta có cho hai cái đầu này các bác. Hai cái đầu này như kiểu đầu nối ấy. Cái đầu mỡ này thì nó dài khoảng tầm 17 cm. Và cái phần thân của cây này nó dài khoảng tầm 22 cm. Dài khoảng 22 cm nha các bác. Chiếc bơm mỡ này chưa sử dụng này. Đó. Nó chỉ bị dính bụi bẩn thôi. Chiếc bơm mỡ H4 này 260.000 nha bác. H4 260. Tiếp đến H5. H5 là một cái cục rọi này các bác. Cục rọi này sử dụng mấy bác làm trong xây dựng ấy. Sử dụng cục rọi này. Đây, còn nguyên trong bọc luôn. Cái này còn mới nha bác, chưa sử dụng đâu. Cục rọi này nó nặng đây 400 g này. 4 lạng nha bác. Cục này nặng 4 lạng. Của hãng Yamaguchi này. Đây, Yamaguchi. Made in Japan này các bác. Đó. Đây, có người ta có cho một cái cuộn dây này các bác. Cuộn này nó dài khoảng tầm đây, có thông số đây. Khoảng tầm 11 mét nha bác. Cuộn dây này dài khoảng 11 mét. Đây, đằng sau này có hướng dẫn sử dụng nha bác. Hướng dẫn sử dụng chữ Nhật này.
Đó. Các bác về có thể xem cái hướng dẫn này, hướng dẫn sử dụng của nó đây. Đấy, còn nguyên trong bọc. Đấy, cục rọi H5 này 160.000. H5 160. Tiếp đến H6. H6 là một cái chiếc đèn pin đa năng này các bác. Đó, đèn pin đa năng. Đây, đèn này thì nó có rất nhiều chế độ sáng này, sáng rõ này, sáng mờ và chế độ nháy này. Và khi các bác bấm giữ ở cái nút này nhá. Đó, bấm giữ thì cái đèn ở thân này nó sẽ sáng này. Và bấm giữ nó chuyển qua chế độ đèn nháy này các bác. Một đèn nháy. Rất nhiều chế độ đèn pin siêu sáng này các bác. Đèn pin này ở đuôi này các bác có thể tháo ra này. Đây, ở phần đáy của nó có thể tháo ra đây. Sử dụng cổng sạc điện thoại này các bác. Cổng sạc mấy bác sử dụng cổng sạc của điện thoại Samsung đấy. Có thể sạc cái pin này. Và cổng sạc USB này, 5V này. Đó. Đây, đáy của nó, ở phần đáy của nó có la bàn này các bác. Đó, có cả la bàn luôn. Đèn pin này vừa sạc bằng sạc điện thoại mà sạc bằng năng lượng mặt trời được nhá. Đó, rất là nhiều công dụng luôn này các bác. Đây, cái ở trên đầu nó cái miếng nhỏ này là nam châm nhá các bác. Nam châm này. Đây. Đấy, nam châm này hút này các bác. Đấy, miếng nhỏ này là nam châm. Một chiếc đèn pin đa năng. Người ta có cho một cái dây sạc này các bác. Đó. Cho một cái dây sạc nhé. Chiếc đèn pin H6 này 280.000. Đến H7 là một cái bình bơm dầu mỡ này các bác. Đó. Cái bình này thì nó cao khoảng tầm 8,5 cm. Nó cao 8,5 cm. Và phần đáy của nó là bình này nó rộng là 6 cm nha các bác. Rộng 6 cm. Đây, cái phần ống bơm này thì nó dài khoảng tầm 11 cm. Ống bơm này dài khoảng 11 cm. Nhìn còn đẹp gần như mới này bác, gần như chưa sử dụng luôn đấy. Đây, có một cái cần để bơm này. Đây, cái đầu ống bơm của nó đây, có một cái lỗ nhỏ này. Bên ngoài, cái ống bên ngoài này nó là cái nhựa cứng nhờ bác. À, này nhựa dẻo ấy. Cũng rất là bền đấy. Còn bên trong nó có một cái ống nhỏ để dẫn dầu đấy. Dầu dẫn mỡ. Đây, mở bên trong cho các bác xem nhé. Đây. Đó, về các bác đổ dầu mỡ vào đây để vào bên trong này, này. À, sử dụng thôi. Đó. Còn đẹp và gần như mới đấy các bác. Đây, H7 này 70.000. H7 70.000. Đến H8, một cây đục gỗ này. Cây này thì nó dài khoảng tầm nó dài tổng thể là 49 cm nha bác. À, dài tổng thể 49 cm. Và phần lưỡi sử dụng này nó lưỡi sử dụng của nó rộng khoảng tầm 4,7 cm. Đây, lưỡi sử dụng rộng khoảng tầm 4,7 cm. Lưỡi đục hai lớp thép nha bác. Lưỡi đục này em cũng có mài bén rồi này. Đó. Em có mài bén rồi đấy. Lưỡi đục hai lớp thép. Đây, bề mặt lưỡi đục thì còn mịn màng này, không có bị rỗ đâu. Có chữ nha bác. Đây, có chữ này. Đây, cán của nó cũng còn tương đối đẹp đấy. Cán còn tương đối đẹp đấy. Đây, cây đục gỗ H8 này 250.000. Đến H9. Một cây đục gỗ nữa này các bác. Đấy, cây này thì còn nguyên trong bọc luôn, chưa có sử dụng. Cây này còn mới các bác. Đây, để em lấy ra cho bác xem này. Đây, còn mới nguyên này các bác. Cây này thì nó dài khoảng tầm nó dài tổng thể là 22 cm. Và phần lưỡi sử dụng của nó là khoảng tầm 2,4 cm. Đây, lưỡi sử dụng khoảng 2,4 cm nha bác.
Đây, lưỡi đục này cũng hai lớp thép này. Đó, chưa sử dụng luôn, còn mới. Lớp sơn mạ còn này. Đấy, cán gỗ còn rất là mới, tem mác đầy đủ hết. Đây cái bọc của nó đây nha các bác, còn nguyên trong bọc luôn này. Đó, hướng dẫn sử dụng. Đây, cây đục H9 này 150.000. H10 là một bộ đục 3 cây này các bác. Bộ đục gỗ gồm có 3 cây. 3 cây này thì nó cũng dài bằng nhau nha các bác, nên em đo một cây thôi. Nó cũng dài bằng nhau đấy. 3 cây này nó dài là 21 cm. Đó, 3 cây dài bằng nhau dài 21 cm. Và đây để em đo cái phần lưỡi của từng cây nhá. Cái cây to nhất này thì nó phần lưỡi sử dụng của nó là khoảng tầm 2,3 cm. Khoảng 2,3 cm. Và cái cây thứ hai này là lưỡi sử dụng khoảng tầm 0,8 cm. Và cây thứ ba này lưỡi của nó là 0, cây này khoảng tầm 0,7 cm nha bác. 0,7 cm. Ba cây kích cỡ khác nhau này. Còn đẹp nguyên này. Đấy, tem mác còn này các bác. Đấy, ba cây này tem mác đều còn luôn này các bác. Của hãng Checkmark này. Đây có hai cây của hãng Checkmark. Cây này tem mác còn có hình con rồng luôn này. Đó. Lưỡi đục này thì em cũng có mài qua rồi nha bác. Đó. Rất là bén rồi đấy, các bác về sử dụng thôi đấy. Đây, còn rất là đẹp này. À, một bộ đục 3 cây này, H10 là 200.000. H10 200. Đến H11 là một cái bộ đầu khẩu này các bác. Đấy, bộ đầu lục giác đấy. Đấy, đầu lục giác. Bộ này để gắn vào cái cần trợ lực đấy các bác. Đây là đầu nối đấy. Nó có các thông số đây 4.5 này, 4.5 mini. Và cây này là 5.5. À cây này là 5. 4.5 5 5.5 và 6 này. 6 7 8 10 11 và 12. Đó, đầy đủ các thông số. 4.5 rồi 5.5 4.5 5 5.5 và 6 7 8 10 11 12. Đó, đầu lục giác. Cái bộ này thì do để bãi nó cũng bị ngấm nước ấy bác. Đấy, kiểu ngấm nước mưa các thứ đấy. Nên là nó cũng có những cái vết ố, vết bẩn nhá. Em cũng không có thời gian vệ sinh nên là các bác về có thể vệ sinh qua giúp em nhá. Chứ còn các cái cạnh trong này còn đẹp này. Các cạnh của nó còn đẹp, gần như người ta cũng còn chưa có sử dụng đâu. À, một bộ H11 này 150.000. H12 một cây, một chiếc tô vít tự động này. Của hãng Orion này. Đó. Đây cái cây tô vít này thì đây, ở đuôi này các bác có thể tháo ra này, nó có 6 đầu nhá. 6 đầu vít, 2 đầu à 3 đầu trừ và 3 đầu cộng. 3 đầu trừ, 3 đầu cộng này. Đây các bác sử dụng cây nào có thể lấy nó ra gắn vào đây. Đó. Đây, bộ này thì cái cây này thì tự động nhá bác, có thể xoay chiều đảo chiều này. Đây có cái công tắc xoay chiều đảo chiều đây. Đó. Đây, cây này thì nó dài khoảng dài khoảng tầm 10 cm nha bác. Đấy, dài khoảng 10 cm. Đây một cây tô vít tự động H12 này 100.000. H12 100. H13 một cây vít trừ của hãng Vetsel. Cây này nó dài khoảng tầm 19 cm nha bác. Nó dài 19 cm. Đây có tên hãng Vetsel này các bác. Vetsel Japan. Đây đầu vít trừ nhá. Đây. Đầu còn đẹp nha bác. Đó, người ta cũng có sử dụng rồi đấy. Mà nó chưa có bị trầy trượt gì luôn này. Đầu vít này còn sáng còn đẹp này. Nhìn còn rất là mới luôn này các bác. Vít hồ lô đấy. Đây cái đầu đóng của nó cũng còn đẹp nguyên này.
H13 70.000. H13 70.000. H14 là một cây tôi viết trừ nữa này. Cây này nó cũng dài khoảng tầm 19 cm. Dài 19 cm nha bác. Đây cũng có tên hãng gì đây? Rubicon gì đây bác? Có tên hãng Rubicon này. Đó. Đây có thông số là 5.0 x 100 gì đây các bác. Đó, cái này em không rành lắm. Đó, có tên hãng. Cây này thì không phải của Vietcell, cái tên hãng gì Rubicon đấy các bác. Đại đầu vít cũng chưa có bị chày trượt gì nhau bác. Đó. Lớp xi mạ còn sáng còn đẹp này. Đấy, cây này cũng còn đẹp gần như mới đấy các bác. Đại đầu đóng đây cũng còn đẹp nhau bác. Đây. H14 cây này 70.000, H14 70.000. Đến H15. H15 là một bộ mũi khoan tháp. Đây bộ này nó gồm có 3 cây từ nhỏ đến to này. Đây 3 cây. Cây to nhất này nó có các thông số là từ 4 đến 32 nha bác. Và cây thứ hai này là từ 4 đến 20. Cây thứ ba là từ 4 đến 12. Đó, các bác có thể xem cái phần thông số của nó này, đầy đủ các thông số luôn. Đó. Nó gồm 3 cây. Đó. Khoan tháp này nó được mạ một cái lớp như kiểu đồng ấy bác, nhìn giống như kiểu đồng rất là đẹp này. Đó. Đây các cạnh của mũi khoan thì em thấy chưa có dấu hiệu chảy trượt gì nhá bác, gần như chưa sử dụng nữa đấy. Đây, các cạnh còn đẹp nguyên này. Đầu mũi khoan cũng còn đẹp. Đầu mũi khoan còn đẹp này. Đấy, một bộ mũi khoan tháp 3 cây. H15 này 150.000. H15 150.000. Đến H16. H16 là một cái cây xà beng nhổ đinh. Cây này nó dài khoảng tầm 39 cm. Dài 39 cm nha bác. Nó có một đầu chữ V nhổ đinh này. Đây, đầu chữ V nhổ đinh. Và một cái đầu dẹp này. Đó, một cái đầu dẹp. Đây, này do họ vận chuyển và với này để bãi đây các bác. Nó cũng bị bong chóc một số chỗ này. Bong chóc sơn đấy. Một số chỗ. Đó, nhưng mà cũng còn tương đối là đẹp đấy các bác. Còn sử dụng rất là tốt này. Đây, tem mác còn này các bác. Tem mác chữ nhật này. H16 cái này 150.000. Đến H17. H17 là một cái cây rũa sắt. Cây này nó dài khoảng tầm đây cái nó dài tổng thể đây, đo đến hết cán luôn nha bác. Dài tổng thể 36 cm. Và đến cái phần lưỡi sử dụng này thì nó được khoảng 27 cm. Đấy, lưỡi sử dụng được khoảng 27 cm. Và cái bản này nó rộng là khoảng tầm 3 cm nha bác. Bản lưỡi này rộng khoảng 3 cm. Đây và rất là dày luôn này các bác. Và cái lưỡi này nó dày khoảng tầm 7 ly. À, lưỡi dày 7 ly. Có tên hãng này các bác. Orion Japan này. Đó, Orion Japan. À, cái này nó cũng bị dính những cái vết bẩn, vết ố nha bác. Các bác về có thể trà rửa thêm cho nó sạch sẽ ra nhá. Đây những cái vết bẩn, vết ố thôi. Đây, cây rũa H17 này 140.000. Đến H18 cũng là một cây rũa sắt nữa. Cây này nó cũng dài bằng cây kia nha bác. Nó cây này nó dài tổng thể đến hết cán này 35 cm. Đó, và cái phần lưỡi sử dụng này nó cũng khoảng 27 cm. Nó cũng rộng tầm 3 cm. Nó cũng tương tự như cây kia nha bác. Đó. Cây này thì nó khác hãng thôi. Đây, có hãng gì Tosuboka gì đây bác. Đó, nhìn nó không rõ lắm. Có tên hãng này đây, có cái hình hình cái bình hoa này bác. Đó. Đây, còn đẹp này. Đó, nó cây này nó cũng dính những cái vết ố vết bẩn đấy. Bác về trả rửa giúp em nhé. H18 cây rũa này 140.000. H18 140.000.
H19. Một cây rũa kim cương này. Đó. Cây này nó dài khoảng tầm 26,5 cm. Dài tổng thể 26,5 cm. Và cái phần lưỡi rũa này nó dài khoảng tầm 15 cm. Đây, bản này thì nó rộng khoảng tầm 2,3 cm. Và nó nhỏ dần lên trên mũi nha các bác. Đó. Còn rất là đẹp này các bác, gần như chưa có sử dụng luôn này. Gần như người ta chưa sử dụng luôn. Đây có chữ Japan này các bác. Chữ Japan. Cán của nó là cán gỗ, có 3 chốt này. Đó. Rất là đẹp luôn này. H19, cái này 220.000. Đến H20. H20 là một cái cặp cảo chữ C này các bác. Đây. Cặp cảo chữ C, cặp này của hãng Lotter. Đây, một cặp của hãng Lotter có hình con tôm này. Size của nó là 75 mm nha các bác. 75 mm là cái miệng kẹp này của nó mở rộng tối đa là 7,5 cm đấy. Miệng này mở rộng tối đa 7,5 cm. Đây, của hãng Lotter có hình con tôm. Đó. Còn rất là đẹp này các bác. Nó bị bong tróc một phần sơn thôi. Còn sử dụng rất là tốt đấy. Đây, bên này có chữ Drop Forget Steel này, Japan này. Đó, Japan. Đây, cái ốc vặn này còn trơn tru mượt mà nha các bác. Đó, không có bị kẹt gì đâu. Đây, còn vặn còn rất trơn tru này. Đây, cái miệng cái đế dưới này còn đẹp này các bác. Người ta kiểu người ta sử dụng ít đấy. Nên là còn đẹp nguyên này, chưa có bị chày gì, trượt gì. À, cây bay này cũng vậy. À, miệng cũng còn đẹp này. À, một cặp cảo chữ C của hãng Lotter. H20 này 320.000. H20 320. Đến H21. Là một cây kìm kẹp này. Cây này thì nó dài tổng thể là khoảng tầm 26 cm. Và cái phần lưỡi kẹp của nó thì rộng khoảng 6 cm nha bác. Phần lưỡi kẹp này đây, lưỡi kẹp là 6 cm. Đấy. Cây này kiểu cây như một cây kìm kẹp hàn đấy các bác. Đó, các bác kẹp kẹp sắt trước để hàn đấy. Đây, cây này nó có cái chữ T60 đây này các bác. Đó, T60. Đây, cây này cũng còn khá là đẹp đấy, nó không có bị rỗ đâu. Đây, một cây kìm kẹp. H21 này 120.000. H22. Một cây kìm bấm cốt của hãng Izumi này. Cây này dài 28 cm nha bác. Dài 28 cm. Đây có tên hãng Izumi. Đây các cái đầu bấm cốt của nó là 1.25, 2, 5.5 và 8 nha bác. Đó. Đây có dấu nội địa Nhật này, chữ Nhật. Đây bên này thì tem mác còn này. Đây cây này còn rất là đẹp luôn này các bác. Còn sử dụng tốt nha bác. Đó, còn sử dụng bình thường. H22, cây này 200.000. H22, 200. H23, một cây kìm cộng lực. Cây này không cần đo, cây này size 300 nha bác. Đó, cây kìm cộng lực của hãng MKK này, Made in Japan. Đó, size của nó là 300 mm. Nó dài 30 cm đấy các bác, size 300. Đây có tên hãng MKK, Made in Japan. Đây cây này thì lưỡi cắt còn đẹp nguyên này các bác. Đây. Lưỡi cắt không có bị sứt mẻ gì nha các bác. Đó, lưỡi cắt còn đẹp này. Đây. Các bác có thể xem kỹ giúp em này. Lưỡi cắt không có một vết sứt mẻ nào cả. Đây, còn khít nguyên này. Đó. Đây, cây kìm cộng lực H23 này 200.000. H23 200. H24. Một cái cây kìm bấm chết tự động này.
Cây này nó dài 23 cm. Cái kìm bấm chết tự động. Đây thì có khắc chữ khắc chìm toàn là chữ tiếng Anh nha bác. Đấy em thấy toàn chữ tiếng Anh thôi. Mặt bên này nó cũng có chữ này. Rồi, nhưng mà toàn chữ tiếng Anh ạ. Đây, ngoại hình tổng thể cái lớp xi mạ ngoài còn đẹp nguyên này các bác. Chưa có bị bong chóc gì. Đây cây này đây các bác có thể xem phần răng của nó này. Răng còn đẹp nguyên nhá, chưa bị chảy trượt gì nhá. Cây này thì răng gần như chưa có sử dụng luôn này các bác. Nó răng còn đều đẹp nguyên, răng trên răng dưới. Đó. Đây, ở đây nó có một cái con ốc nhỏ đây các bác để con ốc kiểu để siết lực đấy các bác. Đó, siết lực. Trong này có lò xo này. Đó. Đây, cái này kìm tự động thì nó khi các bác kẹp ấy, kẹp một cái đồ gì thì nó sẽ tự động nó kẹp nhá. Đây. Ví dụ kẹp cây đục này, nó tự động kẹp theo cái kích cỡ của cây này nhá bác. Đó. Đây, phần nhỏ này nó cũng kẹp được mà phần to này cũng kẹp được này. Tự động kẹp theo cái kích cỡ của đồ vật ấy. Đây, cái kìm bấm tự động H24 này 330.000. H24 330. H25 một cây kìm mỏ quạ của hãng Lotter. Cây này size 250. Đây có tên hãng Lotter, có hình con tôm này. Đó. Cây này răng lợi này các bác, còn đều đẹp này. Cũng chưa bị trầy trượt gì nhá. Nó có dính những cái vết vết ố thôi. Đó. Chứ răng nó còn đẹp nguyên đấy. Gần như người ta cũng chưa sử dụng cây này luôn đấy. Lớp xi mạ còn sáng còn đẹp. H25 190.000. H26 một cây kìm bấm thắt lưng này, bấm đồ da đấy các bác. Bấm thắt lưng rồi bấm túi xách bằng da đấy. Cái này dài khoảng tầm 20 cm. Nó có 6 đầu bấm này. Đây, 6 đầu bấm to nhỏ khác nhau nha bác, đủ các kích cỡ này. Đây, 6 đầu bấm. Và cái đế bấm này của nó bằng đồng nha bác. Cây này đây nó có một cái chốt gài ở đây, không sử dụng nữa bác có thể gài cái chốt này vào. Đó. Đó. Cây này còn sáng còn đẹp đấy. H26 cái này 160.000. H27 một cây cây dao cắt ống nước này. Cây kìm cắt ống nước đấy. Cây này thì nó dài tầm 21 cm. Dài 21 cm. Cái phần lưỡi cắt của nó thì lưỡi cắt của nó dài khoảng tầm 5 cm nha bác. Đó, lưỡi cắt dài khoảng 5 cm. Và cái miệng này nó mở rộng tối đa cũng được khoảng tầm mở rộng tối đa được khoảng 5 cm đấy các bác. Đó. Đây có chữ này các bác. Đó, có chữ này. Đấy, cây này lớp sơn mạ còn này, còn khá đẹp đấy. Đây bên này nó có các cái thông số này. 5-8" này, 42 mm này các bác. Cây này như là cắt được ống 42 các bác. Đây 42 mm. Đấy, lưỡi cắt thì không có bị sứt mẻ gì đâu. Lưỡi cắt thì này bén, rất là bén này các bác. Đây, còn sử dụng rất tốt nhá. Đây, cây dao cắt ống nước H27 này 250.000. Tiếp đến H28. H28 là một cây kéo cắt tôn. Cây này dài khoảng tầm 25 cm. Dài 25 cm. Đây lưỡi cắt của nó còn đẹp này các bác. Lưỡi cắt thì nó có những cái răng nhỏ li ti này các bác. Đó. Kiểu để khi cắt tôn nó không có bị trượt đấy các bác. Đó. Đây lưỡi cắt còn khít nhá. Đây các bác có thể thấy này. Đó. Khi cắt vào nó khít nguyên này. Không có bị hở đâu. Đây có cây này có cái chốt gài đây, không sử dụng nữa bác có thể gài chốt vào này. Đó, tay cầm được bọc một lớp cao su. H28 180.000. H29 một cây kéo cắt cành. Cây này còn nguyên trong bọc luôn này, cây này chưa sử dụng đâu. Đây, còn nguyên trong bọc luôn. Đây, cây này thì nó dài khoảng tầm
Nó dài khoảng tầm là 19 cm nha bác. Dài 19 cm, size 19 ạ. À, chưa có sử dụng này. Đó, còn đẹp nguyên. Đây nó có một cái lưỡi cắt này và một cái lưỡi nó có răng này các bác. Để khi các bác cắt cành nhá. Đó, nó sẽ cái lưỡi này nó sẽ bấu vào cành đấy, nó không có bị trượt đi. Không có bị trượt cái cành đi này. Đó, phần dưới này nó có răng này. Đó, một lưỡi cắt và một cái lưỡi răng cưa. Để chống trơn trượt đấy. Đó. Đây cái chốt cây này thì chốt gài của nó ở bên trên này các bác. Đây cái chốt gài nó ở đây này. Cái chốt này nó hơi rồi, đây chốt gài nó ở trên này nhá bác. Đấy, lò xo đầy đủ hết này. Cán này thì nó cán này là đây phần này là nó là nhựa nhá bác, cái phần đen ấy nó là nhựa cứng. Còn cái phần màu cam này nó là cao su. Đó, màu cam này nó là cao su đấy, cầm nắm rất là êm tay. À, còn nguyên trong bọc luôn này. Đây chiếc kéo H29 này 200.000. H29 200. H30, một cây kéo cắt cành nữa. Cây này dài khoảng tầm 21 cm. Dài 21 cm nha bác. Đây trên lưỡi kéo có tên hãng HK này, Japan này. Đó. Lưỡi kéo còn đẹp nguyên này. Chưa có bị sứt mẻ gì. Đó. Ngoại hình tổng thể còn sáng còn đẹp đấy. Lò xo rồi chốt gài đầy đủ này. Đây cây này thì cũng gần như chưa có sử dụng nha bác, lưỡi rất là bén luôn này. Này. Đó, lưỡi bén nha bác. Cắt ngọt này, cắt giấy rất ngọt luôn. Đó. Đó, một cây kéo cắt cành H30 này 150.000. H31 một cây kéo cắt cành trắng đỏ. Cây này size 20 nha bác. Đó, size 20, dài 20 cm đấy. Đây, cây kéo cắt cành trắng đỏ thép không rỉ này. Có chữ stainless steel, thép không rỉ. Đó. Đây, cây này thì lưỡi của nó còn đầy nguyên này. Đó, chưa có bị mài mòn này. Đấy, lưỡi không có bị sứt mẻ gì, lưỡi đẹp nguyên nha bác. Đấy, lò xo rồi chốt gài đầy đủ này. Đây con long đen của nó là bằng đồng này. Đây con ốc chốt cũng bằng đồng luôn. Đây cây thép không rỉ thì nhìn lưỡi nó rất là sáng và đẹp. Đây cái này lưỡi cũng bén nha bác. Đó, lưỡi bén nhá. Đây, cắt giấy này. À, cây kéo cắt cành H31 này 250.000. H31 250.000. Đến H32. H32 là một cây kìm cắt sử dụng trong bonsai đấy. Cây kìm cắt sử dụng trong bonsai. Cây này nó dài khoảng tầm dài tổng thể là khoảng tầm 20 cm. Đó, dài 20. Size 20 nha bác. Đây, lưỡi cắt này. Không có bị sứt mẻ gì nhá bác. Đó, lưỡi cắt còn đẹp này. Lưỡi này cũng khá là bén rồi đây các bác. Đây, lưỡi cắt khít này. Đó. Cái này có chữ nha bác. Đó, chữ khắc chìm này. Đó. Ngoại hình tổng thể còn mịn màng luôn. Không có bị rỗ hay rỉ sét gì đâu. Nó có cữ luôn này. Cái này các bác sử dụng, mấy bác làm bonsai đấy. Sử dụng cắt kẽm trong bonsai nhá. À, cái này nó cái lưỡi nó mở rộng tối đa được khoảng tầm là lưỡi này mở rộng tối đa được khoảng khoảng 2,5 cm nha bác. Đó, mở rộng tối đa được 2,5 cm. Cây này thì em có tham khảo cái giá mới của nó thì khoảng tầm 1,5 triệu một cây các bác. Đấy. Giá mới của nó rất là đắt luôn đấy các bác. Khoảng tầm 1,5 triệu một cây. Đây các bác mua cái hàng bãi này thì rất là rẻ luôn này. H32 cái này em bán 450.000. H32 450.000. H33 một cây kéo hồ lô của Đức này. Kéo hồ lô, kéo bếp đấy. Cây này dài 20 cm. Đây, kéo Đức này logo một hình người này. Có chữ Germany này.
Đây cái này thì lưỡi kéo thép không rỉ nha bác. Đó, lưỡi kéo nó không rỉ đâu. Còn sáng còn đẹp nguyên này. Đó. Tay cầm của nó thì nó cũng bị bong chóc một phần sơn rồi. À, bong chóc một số chỗ này. Đó, nhưng mà còn cái này cũng còn tương đối là đẹp đấy. Lưỡi thì rất là bén đấy. Lưỡi bén nha bác. Đó. Lưỡi bén này. Đấy, cây một cây kéo đức một hình người H33 180.000. H34 một cây kéo bếp nữa này, kéo hồ lô. Cây này cũng dài 20 cm. Dài 20 cm. Cây này thì là kéo Nhật nha bác. Cây này là kéo của Nhật. Có tên hãng này. Đấy, Starlet. Đấy, lưỡi kéo cũng không có rỉ đâu. Lưỡi kéo không rỉ. Này thì lưỡi kéo nó hơi có những cái vết ố, vết bẩn thôi. Các bác có thể về vệ sinh thêm nhá. Đó. Lưỡi thì cũng khá là bén rồi. Này tay cầm nó cũng bị bong chóc một số chỗ này. Bong chóc sơn đấy. Đây cái này lưỡi bén rồi này. Đó. Lưỡi bén nha bác. H34. Cái này 160.000. H35 một cây kéo tỉa kiểu dáng như kéo bướm, kéo tỉa đấy các bác. Đó. Cây này dài là 20 khoảng tầm 20,5 cm. Dài 20,5 cm và lưỡi kéo này rất là dài các bác. Lưỡi kéo này nó dài khoảng tầm 8,5 cm. Đây một cây kéo tỉa. Đó, lưỡi kéo thì cây này nó còn nguyên bản luôn nha bác, nguyên zin luôn, em không có mài rũa gì đâu. Đó, không có bị sứt mẻ gì nên là cũng không có mài gì, rũa gì. Lưỡi kéo thì có cái rãnh này các bác. Đó, mấy cây kéo mà lưỡi có rãnh này cũng kéo tốt, kéo xịn đấy các bác. Đó. Rồi. Da rẻ mịn màng này, không có bị rỗ đâu. Cái này thì cái lưỡi nguyên bản của nó thì nó cũng còn khá là bén đấy các bác. Đó. Các bác về có thể mài thêm nhá. Nó chưa có được sắc bén hoàn hảo đâu. Đó. Tại vì em cũng không có mài. Đó. Các bác về mài thêm cái lưỡi kéo này nhá. Đó. H35 cây này 230.000. H36 một cây kéo con cá thép trắng này. Cây này dài khoảng tầm 16 cm. Đây, một cây kéo con cá thép trắng, thép không rỉ này. Chữ khắc chìm đây nha bác. Chữ khắc chìm trên thân kéo. Đó. Đây, lưỡi kéo cũng còn đẹp này. Lưỡi này cũng bén rồi nhá. Đó. Đây, thép trắng nhìn rất là sáng và đẹp đấy. Không rỉ. Đây, cây này lưỡi bén rồi này. Đó. Đó, lưỡi bén nhá. À, mấy bác cắm hoa, cắm bông có thể sử dụng cây này này. Đó. H36 cây này 140.000. Tiếp đến một số mẫu dao đi rừng. H37 một con dao đi rừng. Chiều dài lưỡi sử dụng con này 15,5 cm và bản lưỡi của nó là tầm 5,5. Độ dày lưỡi là nó dày 6,5 ly nha bác. Nó dày 6 ly rưỡi. Con này lưỡi mài một mặt hai lớp thép. Đấy, bề mặt lưỡi dao cũng còn cái lớp sơn mạ đen luôn này. Đó. Đây, mặt bên này cũng còn đẹp, không có bị rỗ. Chữ rất là nhiều luôn này. Đây, lưỡi dao thì nó có cái mỏ chống trơn trượt đấy các bác. Đây, cán còn đẹp chắc chắn. H37 300.000. H37 300. H38 H38 chiều dài lưỡi con này 17 cm. Bản lưỡi nó rộng 6 cm. Và độ dày lưỡi là nó dày 7 ly nha bác. Đấy con này lưỡi rất là dày, dày 7 ly. Lưỡi mài một mặt cũng hai lớp thép. Đó. Đây, bề mặt lưỡi dạ cũng còn khá đẹp đấy các bác.
Đây con này kiểu con này cũng có chữ hay sao này các bác? Mà chữ nó hơi khó nhìn đấy. Đây nó cũng có chữ này. Đây, cán còn đẹp chắc chắn này, tem mác còn này. Đấy, cái này cán nó cũng còn khá là mới đây các bác. Cán zin của nó luôn này. Đấy, còn tem mác. H38 cái này 360.000. H39. Chiều dài lưỡi con này 20,5 cm. Và bản lưỡi nó rộng là khoảng tầm 4,3 cm. Độ dày lưỡi là nó dày 5 ni. Lưỡi dày 5 ni. Con này lưỡi cũng mài một mặt này, hai lớp thép. Bề mặt lưỡi dao không có bị rỗ nha bác. Không có bị rỗ đâu. Còn đẹp đấy. Cán còn đẹp chắc chắn này. Cái này cán và lưỡi rất là dài này các bác. Đây, cái này phần cán của nó dài tận khoảng 20 cm rồi này. Lưỡi cũng dài khoảng 20. Đấy, dài tổng thể khoảng 40 luôn này các bác. Đấy, con này mang đi rừng sử dụng chặt thì rất là tốt đấy các bác. H39 cái này 340.000. H40. Chiều dài lưỡi con này 20 cm. Bản lưỡi nó rộng khoảng 3,5. Và độ dày lưỡi là dày 5,5 ni nha bác. Đấy, cũng khá là dày, dày 5 ni lưỡi. Lưỡi con này cũng mài một mặt, hai lớp thép. Đấy, bề mặt lưỡi dao còn láng mịn này. Cũng không có bị rỗ nha bác. Đó. Đây, mặt sau này thì chữ khắc chìm rất là sâu luôn. Đó, chữ này. Đây, con này cán cũng còn chắc chắn nhá. Đó, cán còn chắc chắn. Nó mất một cái đinh chốt ở đây được nhá bác. Các bác về có thể đóng một cái đinh, kiếm một cái đinh đóng vào đây này. Đó. Mất một cái đinh rồi nhưng mà còn rất là chắc chắn đấy. Không có rơ lắc gì đâu. Các bác về có thể đóng thêm một cái đinh nữa vào cho nó chắc chắn thêm. H40 cái này 300.000. H41. Chiều dài lưỡi con này 18 cm. Bản lưỡi nó rộng là khoảng tầm 3,2 cm. À, độ dày lưỡi là nó dày 6 ly nha bác. Lưỡi dày 6 ly. Lưỡi mài hai mặt, ba lớp thép. Đấy, bề mặt lưỡi dao cũng còn mịn màng này. Cũng không có bị rỗ. Cái này có chữ nha bác. Đó, chữ khắc chìm trên lưỡi dao này. Đó. Đó. Cán cũng còn chắc chắn. Đó. H41, cái này 280.000. H42, một cái lưỡi dao chặt. H42, một lưỡi dao chặt. Chiều dài lưỡi sử dụng là khoảng tầm 12,5 cm. Và bản lưỡi này nó rộng khoảng 6 cm. Độ dày lưỡi là nó dày, lưỡi này nó dày khoảng 6 ly rưỡi nha bác. Khoảng 6 ly rưỡi. Đó. Lưỡi này mài hai mặt, ba lớp thép đấy. Đó. Lưỡi này thì các bác về làm một cái cán vào cho nó nhé. Đó. Làm một cái cán thành một con dao chặt rất là tốt này. Lưỡi này thì nó có một cái vết rỗ nhỏ đây này các bác. Đó, nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Đó, có vết rỗ nhỏ ở đây nhá. Đây, còn lại là đẹp này. Chữ khắc chìm này. Đó, chữ. Bên này có số này. Đây nó cũng có một mặt bên này nó cũng có một cái vết rỗ nhỏ, nó không có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Đó, các bác về làm một cái cán thành con dao đi rừng rất là tốt đấy. H42 là 250.000. Tiếp đến H43, một chiếc liềm. Chiều dài lưỡi sử dụng là khoảng tầm 14 cm. Và bản lưỡi nó rộng khoảng 4,5 cm. Và độ dày lưỡi là, độ dày lưỡi của nó khoảng 5 ni nha bác. Lưỡi khoảng 5 ni. Đây, cái này lưỡi mài hai mặt, ba lớp thép. Đó, bề mặt lưỡi liềm còn khá đẹp đấy các bác. Đây, chữ khắc chìm này. Chữ khắc chìm rất là sâu và nhiều chữ này. Đó. Rất sâu và nhiều chữ. Đây, cây này thì các bác về có thể quấn một cái lớp vải vào phần cán này nhá.
quấn lớp vải vào là cầm nắm sử dụng rất là tốt đấy. H43 là 230.000. H44 một chiếc liềm nữa này. Này phần lưỡi của nó dài khoảng tầm 25 cm. Và bản lưỡi nó rộng khoảng tầm hơn 4 cm nhá, 4,2 cm. Và độ dày lưỡi là 5 ni nha bác. Dày 5 ni. Cái này thì lưỡi mài một mặt, hai lớp thép. Bề mặt lưỡi liệm còn tương đối đây các bác, tương đối đẹp đấy. Chữ thì rất là nhiều luôn này. Rất nhiều chữ luôn nhá. Chữ khắc chìm. Cái này thì nó không có cán nha các bác. Người ta tháo cán ra rồi. Các bác về làm cho nó một cái cán nhá. Khâu của nó cũng còn đấy. H44 cái này 200.000. H45 một chiếc liềm. Chiều dài lưỡi 15,5 cm. Bản lưỡi rộng khoảng tầm 3,3 cm. Và độ dày lưỡi là nó dày 3 ly nha bác. Lưỡi dày 3 ly. Cây này thì chưa có sử dụng nha bác. Đó, cây liềm này còn mới luôn này. Lớp sơn mạ còn nguyên luôn này. Đó. Đó, chữ khắc chìm đây nha bác. Đó, chữ khắc chìm. Này lưỡi liềm này cũng 3 lớp thép. Đó, lưỡi mài hai mặt. Lớp sơn mạ còn. Đây, phần cán còn mới này các bác, tem mác còn nhá. Chưa có sử dụng đâu. Lưỡi thì rất là bén luôn nha các bác. Chiếc liềm này thì các bác mua về chuyên sử dụng để cắt cỏ đấy, cắt và vạc cỏ. Liềm này chỉ chuyên dùng cắt cỏ thôi. Chứ không có sử dụng chặt cành cây được. Sử dụng cắt cỏ rồi vạc cỏ nha bác. H45 cái này 150.000. H45 150.000. Tiếp đến một số mẫu dao bếp. H46 là một con dao bếp này. Chiều dài lưỡi con này khoảng tầm 19,5 cm. Bản lưỡi nó rộng khoảng 3,5 cm. Và độ dày lưỡi là lưỡi nó dày 1 ly nha bác. Lưỡi dày 1 ly. Đây con này 3 lớp thép nha bác, thép kẹp đấy, 3 lớp thép. Đó, lõi thép lõi của nó thì có rỉ và bề mặt ngoài của nó không rỉ. Đó, bề mặt ngoài này không rỉ nha bác, lõi có rỉ đấy. Đây, bề mặt lưỡi dao còn sáng còn đẹp. Đây, chữ con này thì chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi dao rất là nhiều luôn này. Đó, chữ khắc thủ công nha bác. Đây, con này thì khâu của nó là khâu đồng, cán gỗ, hai chốt inox. Đấy, 3 lớp thép tới tận cán dao luôn này. Đó. 3 lớp thép thì lưỡi rất là sắc bén nha bác. Đó, nên các bác yên tâm về cái dòng 3 lớp thép này. Lưỡi rất là bén. H46 cái này 270.000. H47 chiều dài lưỡi sử dụng con này khoảng tầm 19,5 cm. Bản lưỡi nó rộng khoảng tầm 3,7 cm. Độ dày lưỡi là lưỡi nó dày 1 ly nha bác. Con này lưỡi dày 1 ly. Con này lưỡi cũng mài hai mặt. Bề mặt lưỡi dao còn sáng còn đẹp này. Đó. Có chữ khắc chìm này, Stainless Steel này, Made in Japan này. Đây cái này thì cũng thép không rỉ nha bác. Đó, cái này là thép nguyên khối, thép không rỉ. Đó, thép không rỉ rất là sáng và đẹp luôn này. Lưỡi con này cũng bén rồi nha bác. Các bác về có thể mài thêm cho nó bén hơn ra cũng được. Cán của nó là cán nhựa cứng. Đó. Một con dao bếp thép không rỉ này. H47 cái này 150.000. H48 chiều dài lưỡi con này 16 cm. Và bản lưỡi nó rộng khoảng tầm 4,5 cm. Độ dày lưỡi là lưỡi nó dày 2 ly nha bác. Đấy, con này lưỡi cũng rất là dày luôn này, dày 2 ly. Con này cũng 3 lớp thép nha bác. Đó, 3 lớp thép. Con này thì lõi không rỉ và ốp cũng không rỉ luôn. Đây, lõi của nó không rỉ. Và ốp bên ngoài này cũng không rỉ này.
Đấy, bề mặt lưỡi dao sáng còn đẹp. Đây con này thì lõi không rỉ nên nhìn lưỡi của nó rất là sạch sẽ luôn này. Đó, ba lớp thép. Đây, cán gỗ cũng còn rất là mới, khâu của nó là khâu nhựa. H48 cái này 230.000. H49. Một cái lưỡi dao bếp này, một lưỡi dao. Chiều dài lưỡi là 16,5 cm, bản lưỡi nó rộng 4,5 cm. À, độ dày lưỡi là nó dày khoảng tầm hơn 1 ly nha bác. Đó, khoảng 1 ly rưỡi đấy. Dày khoảng 1 ly rưỡi. Đây, lưỡi dao này cũng 3 lớp thép nha bác. Đó, các bác có thể nhìn thấy rõ 3 lớp thép luôn này. Đó. Con này thì cũng không có rỉ nha bác. Đó, nhìn rất là sáng và đẹp này. Đây, con này cũng không thép không rỉ đấy. Đây, chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi dao này. Đó, chữ khắc thủ công. Nó không có cán đâu. Các bác về làm một cái cán vào cho nó nhé. Thành một con dao bếp rất là đẹp đấy. Đó. Lưỡi con này bén rồi nha bác. À, lưỡi bén rồi. H49 160.000. H50. Một lưỡi dao Nakiri thép thủ công. Chiều dài lưỡi của nó là 16 cm. Bản lưỡi nó rộng khoảng tầm 5,3 cm. Đó, hơn 5 cm đấy, 5,3 cm. Và lưỡi này nó dày. Đây, ở phần cán này nó dày khoảng ở gần cán là dày khoảng 2,5 ly. Và ra đến ngoài này thì nó còn khoảng 1 ly. Đó. Ở đây, ở sát cán này là 2,5 ly nha bác. Còn ra đến ngoài này là còn 1 ly. Đấy, một cái lưỡi dao Nakiri thép thủ công. Đây, chữ này các bác. Đây, chữ của nó đây nhá. Đó, chữ khắc chìm này. Đây, con này thì thép thủ công nên là nhìn cái đặc trưng của dòng thép thủ công nên nó đen vậy các bác. Đó, chứ nó không có bị rỗ đâu. Đây, các bác có thể thấy cái... nó không có bị rỗ hay reset gì này. Này em vệ sinh em bôi dầu lên rồi nha bác, cho nó chống rỉ đấy. Cái dòng thép thủ công này thì nó là có rỉ. Đó, dòng thép thủ công là dòng thép có rỉ đấy. Lưỡi này em cũng có mài nó bén rồi. Các bác về có thể mài thêm cho nó bén hơn nữa nhá. Đó, chứ em cũng có mài bén rồi đấy. Đây, lưỡi này nó cũng không có cán đâu. Các bác về làm cho nó một cái cán nhá. Đó. H50 là 130.000. H51 một con dao găm. Kiểu dao phượt đấy các bác. Chiều dài lưỡi con này khoảng tầm 9 cm và bản lưỡi nó rộng khoảng 3,5 cm. Và độ dày lưỡi là nó dày khoảng 3 ly, cũng rất là dày này. Lưỡi thì mài vát một mặt. Đó. Bề mặt lưỡi dao còn sáng còn đẹp này các bác. Đây có tên hãng khắc chìm nhá, tên hãng Winboy. Đó, một con dao găm của hãng Winboy. Con này đây có cái cạnh để sử dụng có thể khui bia được này các bác. Cán của nó là nhựa cứng. Đây, rất là đẹp này. Một con dao chuyên sử dụng mang đi phượt đấy, đi phượt, đi du lịch. Có thể mang theo gọt hoa quả trái cây này. H51 con này 170.000. H52 là một con dao ghép cành. Con này thì lưỡi sử dụng của nó khoảng tầm 5 cm nhau bác. Và bản lưỡi này nó rộng khoảng tầm 2,2 cm. Lưỡi sử dụng khoảng hơn 2 cm đấy. Hơn 2 cm. Và cái lưỡi này nó dày là nó dày hơn 2 ly nhá bác. Đó, dày hơn 2 ly. Con này thì lưỡi nó mài một mặt này. Đó, lưỡi mài một mặt. Đây, cái này mặt sau của nó thì nó hơi có những cái vết rỗ nhỏ đây này các bác. Đó, vết rỗ nhỏ ni ti cũng không có ảnh hưởng gì nhá. Đây, chữ này. Đấy, chữ khắc chìm rất là nhiều. Đây, cái mặt trước này thì nó còn cái lớp sơn mạ đen luôn này. Đó, lớp sơn mạ đen. Lưỡi này cũng bén rồi nha bác. Lưỡi này các bác về sử dụng thôi. Khi nào nó... cùn thì lại các bác có thể mài lại thôi.
còn mua về là sử dụng luôn được. Đó. Lưỡi thì không có bị sứt mẻ gì, lưỡi bén đâu. Đó. Một con dao sử dụng để ghép cành. H52 là 150.000. Thì hôm nay có một số đồ nghề đây nha bác. Thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau ạ.